Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì khu này thích hợp để làm một cái khu nghỉ dưỡng này. Từ đây cách biển chắc khoảng 3 cây ấy nhỉ? Hơn đấy, 5 cây. Thử ra khoảng cách coi xem này. Thì giới thiệu với quý vị đây, một lô đất ở đây là chiều ngang 40m, bắt đầu từ cọc này cho đến cái chỗ bụi tre đằng kia, vuông vức 40 nhân 18 năm bằng đi khoảng 3.500 mét vuông đó. Và ở đây người ta bán theo mét ngang, hơn 100 triệu một mét ngang, thì tính giá tiền ra khoảng 4 tỷ rưỡi quý vị nhé, 40 mét ngang. Tức là cả một mảnh 3.600 mét này, nhà 4 tỷ rưỡi. Đất cát trắng này, trồng tràm các thứ này. Bên kia ta cũng trồng vườn trái cây, vườn cây được trồng so ai trồng nhãn. Hay đường ô tô, đường ô tô vào thoải mái. Đã bán 4 tỷ rưỡi quý vị nhé. Đất hiện tại nó là đất trồng cây lâu năm thôi, chưa lên đất ở. Nhưng mà khu này nên được đất ở. Mấy cây? 5 cây đúng không? Từ đây ra biển là khoảng 5 cây số quý vị nhé. Ba xào tư, 3.5 xào. 4 tỷ rưỡi. Có sổ. Rồi, quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở xã Phước Thuận này, huyện Xuyên Mộc này, gần biển Hồ Tràm đấy, ngay ngã tư Hồ Tràm đi vào đấy nhá, thì alo ngay cho tôi nhé, theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị.